chuyện với nhạc sĩ Trịnh Hưng. Kỳ này chúng ta hãy cùng ông đến với nhà thờ Hữu Loan. Tôi ngày trở lại nhìn đôi tim này vắng người em thơ. Ôi đôi tim tím. Những đồi hoa sim, Dũng Trinh phổ thơ Hữu Loan. Quý vị đang nghe Trường Vũ trình bày. Chưa nói gì bên em, một người đi chưa về mà đành lỡ tơ duyên. Trở lại quê hương lần đầu tiên, nhạc sĩ Trịnh Hưng về thăm miền Bắc, có ý tìm nhà thơ Hữu Loan, nhưng khi đó không ai dám chỉ đường cho ông vì họ còn e ngại tình trạng nhà thơ Hữu Loan bị cấm liên hệ. Đến chuyến về năm 2002, nhạc sĩ Trịnh Hưng mới gặp được người chỉ đường tới chỗ nhà thơ Hữu Loan sinh sống ở thôn Vân Hường, huyện Nga Sơn, từ Thanh Hóa vào 20 cây số. Thế là sau hơn 50 năm trôi dạt theo dòng lịch sử, hai anh em nghệ sĩ mới gặp lại nhau, biết bao điều để nói. Như những thanh niên khác, họ đem lý tưởng và tuổi trẻ ra nhiệt thành tham gia kháng chiến chống Pháp, nhưng sau khi nước nhà được độc lập thì họ dần hiểu ra về đường lối cộng sản và đều thất vọng. Từ khi Trịnh Hưng về Hà Thành thì Hữu Loan ra sao? Nhà thơ thuật lại rằng chứng kiến tận mắt những vụ đấu tố, thấy sự đảo lộn của luân thường đạo lý, ông quá chán nản chủ nghĩa cộng sản nên bỏ ngũ về quê. Một chiều hành quân qua những đồi hoa sim, những đồi hoa sim dài trong chiều không hết. Màu tím hoa sim, tím cả chiều hoang biển biệt. Bài thơ Màu tím hoa sim ông viết vào năm 1949 để khóc thương người vợ trẻ vắn số thì bị coi là mang tình cảm tiểu tư sản của thành phần trí thức. Bài thơ ấy đem lại tiếng tăm cho Hữu Loan nhưng đồng thời cũng kéo theo lắm hệ lụy. Tài làm thơ, học thức lại có vóc dáng cường tráng đã khiến ông bị ghen ghét. Năm 1956, phong trào văn nghệ sĩ đòi tự do sáng tác bị đẩy lên thành một vụ án văn học, rồi thành vụ án chính trị. Nhiều văn nghệ sĩ trong nhóm nhân văn giai phẩm bị treo bút, bắt đi lao động, cải tạo, tù đầy. Hữu Loan thì tham gia các tạp chí Nhân Văn và Đất Mới, thành ra bị quản thúc tại quê nhà và cấm không được liên hệ với ai. Từ một người trí thức có tú tài Tây vào năm 1941, nhưng khước từ làm việc với Tây, xuống thành một kẻ đi đánh rậm, kiếm vài con tôm, con tép, đục đá, thổ về đổi lấy ngô khoai để sống còn, mà vẫn bị gây cản trở và luôn bị theo dõi. Kế đến, trong cuộc chuyện trò với Trịnh Hưng, ông kể lại về các vụ bị đầu độc và cả mưu sát nữa. Về bài thơ Màu tím hoa sim là một trong các nguyên do khiến Hữu Loan bị trù dập, thì nhạc sĩ Trịnh Hưng ghi lại và thuật với Ban Việt ngữ đài chúng tôi như sau. Tôi bảo anh đưa em vào thăm Hồ Chí Minh, nhưng mà em không hiểu cái mối tình mình nghe sao mà anh làm nổi bài thơ này. Thế ông ngồi ông kể lại tôi nghe từ đời ông đuôi. Con nhà nghèo có chiếc mới lên Thanh Hóa để ông học. Thế ông lên trên thì ông ấy đứng ông nghe hai người nói chuyện, thì một cái ông là ông kỳ kỹ sư thanh tra nói chuyện với người bạn làm cần mà người kèm trẻ em. Tôi có ba người con, thì anh có ai giới thiệu. Ông nghe thế thì ông năn nỉ vào, ông dạy được cho nuôi ông ấy. Khi Hữu Loan vào dạy, thì bà chủ nhà còn một tháng nữa là sinh con gái, đặt tên là Ninh. Đến lúc bà đẻ được hai ngày, bây giờ mà này thấy ông này tử tế có nhận ông là con nuôi. Thì ông vào ông thăm mới thấy cô nhỏ này không có khóc, cười không à. Cô đỡ, cô bảo là tôi đỡ biết ba con nít mà đứa nào đẻ ra ông khóc, mà con bé này đẻ ra nó không ai nó khóc cả, nó cứ cười không à. Thế ông ấy bế vào chăm sóc nó đến năm nó mười mấy tuổi. Thì bà cụ hôm ấy bà mới nói là mẹ thương con lắm bây giờ, mẹ tính em Ninh nó 13 tuổi, lớn mấy tuổi nữa thì mẹ gả cho con. Mà không được, con không thể lấy được bởi vì bố mẹ là nuôi con làm con nuôi rồi, mà mai sau con em Ninh. Bố mẹ sẽ mang tiếng là nuôi ông thầy áo, thế mà con cũng mang tiếng là được người ta nuôi cho thì ở nhà dỗi con ta không được. Mà con coi như em thì con không lấy được. Cô Ninh ấy, đứng ngoài cô nghe thấy, hai hôm sau gặp ông cô ấy, chỉ mặt ông cô nói câu là anh nói chuyện với mẹ tôi biết hết ạ. Tôi nói anh lấy tôi hay không lấy tôi,
yêu tôi hay không yêu tôi không cần. Tôi chỉ biết mình tôi yêu anh là đủ. 13 tuổi cô nói câu đó đó. Thế thì đến lúc kháng chiến thì ông làm trưởng ban tuyên huấn, ông vẫn về thăm gia đình nhà cô này, mẹ nuôi mà. Cô này năm 17 tuổi lớn rồi, cô này đẹp quá. Thế hai người yêu nhau, là cụ thích quá, cho lấy ngay. Ông ở nhà binh thì ông ấy chỉ ở được 5 ngày thì ông phải về đơn vị. Cưới xong thì ông đi, là cô ở nhà cô sẽ dập ở sông Nông Cống, cô trượt chân cái nước lũ, tôi cuốn cô đi. Thuyền trài vớt về cho bà mẹ chôn, thì ông là trong nhà binh vội vã, ông muốn về. Rồi thấy bà cụ đang ngồi khóc ở trên mộ. Đau xót qua ông kể tất cả những cái gì, cái mối tình ông ở trong cái bài thơ là tất cả là sự thật. Ông vẫn có cái bàn thờ riêng, ông để cái bình hoa ngày cưới, ông vẫn vẫn thờ đấy. Và bà vợ hai giờ là sáng nào ra bà phải thắp nhang. Màu tím hoa sim, Hồng Vân diễn ngâm. Tôi về không gặp nàng, mà tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối. Chiếc bình hoa ngày cưới thành bình hương tan lành vây quanh. Chúng tôi cũng điện thoại về Nga Sơn hỏi thăm sức khỏe nhà thơ Hữu Loan và yêu cầu ông đọc tác phẩm Màu tím hoa sim gửi đến quý thính giả. Tôi thì bây giờ có tuổi rồi thì nó cũng yếu đi nhiều nhưng mà tương đối vẫn là khỏe. Bởi vì tôi luyện tập cũng đạt đó. Xin được nghe giọng của nhà thơ đọc một chút xíu cái bài thơ Màu tím hoa sim được không ạ? Nhưng mà giọng tôi bây giờ yếu rồi. Vài câu thôi ạ. Dạ. Nàng có ba người anh đi bộ đội. Với em nàng có em chưa biết nói. Thì tóc nàng xanh xanh. Tôi người vợ của quân xa gia đình. Yêu nàng như tình yêu em gái. Ngày hợp hôn nàng cũng đòi mấy áo mới. Tôi mặc đồ quân nhân. Tôi dày đi bếp buồn với thằng quân. Nàng cười xinh xinh bên anh chồng ngọc đáo. Đưa đơn định về cưới nhau xong là đi. Tôi chiến khu xa nhớ về ái ngại. Lấy chồng đời chiến trinh. Mấy người đi trở lại. Nhớ khi mình không về. Thì thương người vợ chờ. Bé bỏ mắt nhiều quê. Nhưng không chết người trai khỏi lửa, mà chết người em gái nhỏ hầu ơ. Với những lời xuất phát từ con tim đớn đau, bài thơ ấy đã gây xúc động và chiếm được ngay lòng mến thương của mọi người. Các nhạc sĩ ở Sài Gòn chọn để phổ là Dũng Trinh với bài Những đồi hoa sim, Phạm Duy soạn thành bài Áo anh xích chỉ đường tà, Duy Khánh với Màu tím hoa sim, Anh Bằng với Chuyện hoa sim đều được thâu băng đĩa và hát cho đến giờ. Đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoa tím. Có người con gái xứng với trời, tóc còn nắng nắng chưa đầy vui. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím. Chuyện hoa sim như Quỳnh hát. Ngoài ra, bài thơ ấy còn là nguồn cảm hứng cho các nhạc bản như Tím cả chiều hoang, Tím cả rừng chiều. Được nhiều người coi là bài thơ tình hay nhất của Việt Nam, bài Màu tím hoa sim cũng đã được dịch sang Anh ngữ. Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi. Nàng có đôi người em có em chưa biết nói. Thank you.
chỉ đường ta qua giọng hát Thái Thanh. Mối tình của Hữu Loan với cô Lê Đỗ Thị Ninh ly kỳ thật đấy. Biết từ khi cô bé vừa chào đời, làm đám cưới thì chú rể 33 tuổi, còn cô dâu mới 17 tuổi.